Đây là Rosa Manhattan, một trong những chai nước hoa trong thời gian gần đây rất rất hot. Và đương nhiên nó không phải là của mình. Tại vì mỗi khi nghe tới giá của những em Rosa, đặc biệt là những cái chai nắp đá như thế này, ngoài cái việc dùng mình ra, mình luôn luôn đặt một câu hỏi rằng liệu mùi hương nó có xứng đáng với giá tiền mà chúng ta bỏ ra hay không? Thì thường thường câu trả lời sẽ rằng không. Nhưng nếu như các bạn được nghe thêm về câu chuyện, về cảm hứng làm mùi của Rosa Dope, thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ thấy rằng nó rất xứng đáng với từng đồng mà các bạn bỏ ra. Và video này thì xin phép được chia sẻ những nội dung đó và cùng xem Manhattan nó có gì hay ngoài phần mùi hương nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng nó có một cái thiết kế rất quen thuộc, và cái tên ở đây đó là Manhattan. Manhattan nó là một quận có mật độ dân số đông nhất ở thành phố New York. Nó chỉ là một quận thôi, và Manhattan được coi là thủ phủ của tài chính, của tôn giáo, của chính trị, của truyền thông, của giải trí ở trên thế giới. Ngoài ra thì Liên Hợp Quốc cũng đặt trụ sở ở Manhattan. Vì thế, Manhattan được có thể coi rằng là một trong những cái hình ảnh đại diện về sự phát triển phồn vinh xa hoa của đất nước Mỹ. Bên cạnh đó thì Rosa cũng cho thấy một điều rằng ngoài cái việc làm mùi hương ra, ông còn là một người rất biết cách kinh doanh. Khi các bạn đã tạo nên một cái mùi hương mang một cái địa điểm, đặt tên theo cái địa điểm một cái thành phố xa hoa đắt đỏ như vậy, thì chắc chắn rằng những cái giới thượng lưu, những người giàu có, hay kể cả những người có thu nhập ở mức trung và trên trung bình, người ta cũng sẽ rất tò mò về mùi hương này. Nó được thể hiện từ cái việc đặt tên này, rồi cái việc mà mở bán những cái chai limited, xong rồi lại show out, rồi lại mở bán lại trong 1-2 ngày, rồi lại sản xuất một cái phiên bản EDP để bán đại trà hơn. Thì thực sự mình rất 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 nể Rosa Dope về khâu kinh doanh. Phải nói rằng là ông quá quá giỏi khi biết cách moi tiền từ những người giàu có cho đến cả những người ở cái thu nhập tầm trung bình. Mặc dù những cái sản phẩm của ông thì không hề rẻ một chút nào. Manhattan theo như chia sẻ của Rosa Dope qua một cái video của ông, thì ông nói rằng nó được lấy cảm hứng từ một cái khung cảnh của một hột đêm rất là xa hoa ở New York vào những năm 1920. Ông bị ấn tượng bởi cái lối kiến trúc, bởi cái âm nhạc là nhạc jazz, rồi những cái mùi của rượu, mùi của thuốc, mùi của sự xa hoa, của sự giàu có, của tầng lớp thượng lưu, nhưng lại được gói ghém ở trong một cái quán bar, quán pub kiểu kiểu như vậy, nhưng mà rất là ít người biết tới. Đó cũng là một cái điều rất đặc biệt và đặt ra cái dấu hỏi, cái sự tò mò cho chính những cái người mà mong chờ những cái sản phẩm của nhà Rosa. Và với cá nhân mình, khi mà nghe được rằng là Manhattan là một mùi thuốc lá, mùi của sự xa hoa, mùi của sự say sưa, mùi của rượu, của thuốc, nói thật mình cũng rất tò mò nhưng mà không dám mua. Đến khi mà mình được ngỏ lời rằng em có muốn làm review không, thì câu trả lời của mình rằng có anh ơi, em muốn làm review lắm nên là anh gửi cho em nhé. Và rất là cảm ơn anh Linh đã lại một lần nữa tài trợ những con đắt đỏ này cho mình, và quan trọng nhất là cứ cầm đi, bao giờ chán thì trả lại anh. Cảm ơn anh, quá tuyệt vời. Về mặt thiết kế thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nhà Rosa làm thiết kế thì sang xịn mịn vô cùng, nắp đá trông rất xịn sò. Và cái chai này thì nó đương nhiên là chai 100ml rồi, khỏi phải bàn cãi. 100ml nên là các ông mua chiết nó cũng sẽ khá là rẻ. Đó. Nhưng các bạn sẽ thấy một cái điều rất đặc biệt, đó là cái hình hai ngôi nhà ở đây. Đây, ở bên này, cũng như là ở trên cái phần hai bên của cái hộp của nhà Rosa. Thì cái tòa nhà này nó có tên là tòa nhà Chrysler Building, và nó từng là một trong những tòa nhà cao nhất ở trên thế giới. Và sau này thì nó bị xoán ngôi sau 11 tháng giữ cái ngôi vương, thì nó nhường lại ngôi cho tòa nhà Empire State Building. Và cái tòa nhà này ấy, thì nó có một cái kiến trúc đó là Art Deco, và nó cũng đã xuất hiện ở trong rất 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 nhiều những cái bộ phim mang cái tính hình ảnh của New York, ví dụ như là bộ phim Phù Thủy Tập Sự
Ừ, mình nhớ không nhầm, mình như phim đấy nó được sản xuất vào năm 2010. Những bộ phim có những cái cảnh quay rất là đẹp về cái tòa nhà này. Và ở trên cái tòa nhà này ấy, thì nó được thiết kế. Và ở đây thì theo như mình tìm hiểu, nó là những cái vật liệu thép không gỉ kết hợp cùng những cái vật liệu khác, nó tạo nên cho ngôi nhà này vào ban ngày dù là có mây nhưng mà vẫn có một cái ánh sáng mà làm cho lúc nào tòa nhà ở cái đỉnh tòa nhà cũng sáng chói. Và cái phần chót của đỉnh của tòa tháp này nó có được thiết kế theo cái hướng là Art Deco. Và các bạn có thể search thêm những cái nội dung hoặc là mình sẽ bảo edit để cho thêm vào để các bạn có thể hình dung về tòa nhà này. Tôi đảm bảo các bạn chỉ cần nhìn tòa nhà một phát thôi là các bạn sẽ thấy rằng là nó xuất hiện trong rất nhiều những cái bộ phim nổi tiếng của Mỹ. Tại vì đây là hình ảnh kiểu gọi là không thể thiếu ở trong cái việc người Mỹ phổ biến cái văn hóa, phổ biến đất nước người ta giàu có như thế nào. Đó, khủng khiếp lắm. Nên là với cái mùi hương của Rosa Manhattan ấy, thì các bạn cũng sẽ chắc chắn thấy rằng là mùi hương nó sẽ rất là tỏa sáng. Tại vì Manhattan theo như Rosa nói, ngoài buổi đêm ánh sáng lấp lánh thì ban ngày Manhattan của Rosa cũng rất là tỏa sáng. Đấy, tất nhiên rồi, kim cương như này mà, đá này mà, không phải kim cương, nhầm nhá, đá nha em, rơi một cái ở sứt một cái, riêng đá thôi, riêng nắp thôi đã mấy củ rồi, chát lắm. Vòi của Rosa thì khôi khỏi bàn, không cần phải xịt nhá. Những cái gì mà các bạn bỏ tiền ra thì chắc chắn là các bạn sẽ được đáp ứng tất tật đẹp nhất có thể. Rồi, bây giờ thì chúng ta đến với phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi hương. Đây là cái mà chắc chắn nhiều ông cũng rất là quan tâm, chắc là khoảng tầm 70% có câu hỏi rằng Manhattan à, nó có xứng đáng với giá tiền không? Thuốc lá của nó có xịn sò không? Ừ, có bằng được Herod hay là bằng được Na Sốt không? Có, nó ăn đứt hết tất cả. Mùi hương này, đây xịt từ sáng, bây giờ vẫn còn mùi, vẫn rất là nhẹ nhàng. Mùi hương này khi mà các bạn chỉ cần vừa mới xịt ra một phát đấy, các bạn mặc nó lên người thôi, thì các bạn sẽ có một cảm giác rằng ô, hay là mình xịt từ sáng rồi nhở? Hay là mình xịt từ ngày hôm qua rồi? Tại sao nó không hề nồng một chút nào? Nó nồng mùi cồn ấy. Thế luôn, Rosa rất biết cách làm. Mà mình phải thực sự rằng là rất là nể những cái sản phẩm của nhà Rosa. Khi mà ông blend nó mượt một cách kinh khủng, mượt một cách kiểu đáng sợ luôn, là tại sao có thể làm mượt mà đến như vậy. Mùi hương chạm ra một phát là các bạn hoàn toàn thấy rằng là nó như kiểu đã ở đấy sẵn từ rất lâu rồi và chả cấy một chút cồn nào cả. Đó, và mình có cảm giác rằng là những cái nốt hương thuốc lá hay là gia vị rồi những cái nét ngọt khác nhau ấy, khi mà chạm lên da ấy, nó có một cái gì đó thô, xong rồi nó bạo lực đấm vào mũi mình nếu như mình đưa vào mũi ngay vào người. Nhưng ở Rosa Manhattan thì câu chuyện đó nó sẽ không xảy ra. Và Rosa Dove cảm giác nó đang đi ngược lại với những cái gì mà người ta làm. Đó là ở cái phần top nốt họ làm mượt mà, và rồi các bạn mặc nó lên người, các bạn cảm nhận rồi sẽ thấy những cái nét sự khác biệt, khác nhau xuất hiện. Còn với những cái mùi hương khác thì chúng ta mặc lên chúng ta thấy nét nồng và phải cần một thời gian nó mới êm ả được. Thì ở Rosa Manhattan nó lại đi ngược lại. Ngoài cái nét kiểu một cái hơi hướng kiểu cay ấm của gia vị, thì các bạn đã nhận thấy rằng mùi hương này nó không tạo nên một cái khô gắt mũi đến từ cái nét hương tiêu, mà ở đây chúng ta nhìn thấy nó có thêm một nốt hương, đó là nét đinh hương. Đây cũng là một trong những nốt hương mà mình khá là nhạy cảm, nhưng với đinh hương của Rosa thì có cảm giác rằng đây như kiểu những cái điếu thuốc nó đang cháy từ từ và cháy đến phần gọi là phần điếu à, phần cái phần cầm là phần gì nhỉ, tôi không biết tên nhá, nên là tôi không hút thuốc, tôi không rõ lắm, nhưng mà tôi có thể dễ dàng hình dung là ngọn lửa nó đang cháy từ từ, chứ không phải là khi các bạn vừa mới bật luật lửa lên, các bạn cho vào, các bạn cảm thấy cái hơi nóng nó ngột ngạt. Thì ở em này tất tần tật được xử lý mượt mà, nó đang cháy từ từ về cái phần tay bạn và các bạn cảm nhận được nhiệt độ không hề có một độ khét nào, và cái mùi thuốc nó lên, gia vị nó lên rất là rõ rệt. Và sau khoảng tầm 10 đến 15 phút thì cái nốt hương này nó bắt đầu có sự biến chuyển và những nhân vật chính dần dần đi ra để trình diện với các bạn. Đầu tiên đó là gia vị lúc đầu, và cái gia vị này nó sẽ mạnh mẽ nhất ở khoảng tầm 15 phút sau khi xịt. Nó có thể làm các bạn nghĩ tới mùi dầu gió, nói thật là như vậy. Đặc biệt là với những người chưa ngửi thuốc lá kiểu gia vị nhiều, hay là các bạn chưa ngửi nước hoa nhiều, các bạn sẽ thấy rằng là nó rất rất giống mùi dầu gió. Tại vì với cá nhân mình cũng thấy đến như vậy.
Đó, thế là cái việc mà các bạn ngửi ma tan ra mùi dầu gió nó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng mà sau 15 phút đó thì nhân vật chính đó chính là thuốc lá lên ngôi. Thuốc lá ở đây làm rất mượt mà, không hề gắt gỏng, không hề khói hay là không hề khô, không hề xanh. Mọi thứ được xử lý mượt mà và cảm giác rằng là những cái diễn viên ở trong này họ chỉn chu, họ gọi là được rèn luyện một cách trên ninh, một cách đỉnh cao. Và thuốc lá ở đây nó làm mình liên tưởng tới những cái điếu thuốc được tẩm vị mà các vị sếp lãnh đạo của mình hay hút ấy. Có thể nói đến mùi của Richmond, mùi cherry hay là mùi kiểu sô-cô-la, kiểu như vậy. Tại vì mình đã từng được ngửi những cái vị sếp mà hút những cái điếu thuốc rất là đắt đỏ, mấy trăm nghìn một bao liền. Hoặc là kiểu được tẩm những cái vị thuốc khác ấy, hút kiểu thơm lựng cả phòng, chứ không phải giống kiểu Thăng Long với lại kiểu Ba Số mà các bạn đang hút đâu. Đó, nên là cái thuốc lá ở đây nó cũng rất đặc biệt, rất 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 nịnh mũi, mềm mại. Ôi kiểu ui, người ở đây là người trên tay. Và có một cái điều nữa nhá, mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở Rosa Manhattan, các bạn có biết là gì không? Đó là nếu như các bạn ngửi thoáng qua thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi thuốc lá hơi cay nhẹ và cái bay ngọt lên. Nhưng nếu như các bạn đưa vào, các bạn để khoảng tầm 1 phút ở trên mũi thì đôi khi các bạn bị say. Đấy là một cái điều mà Rosa làm rất rất hay. Cảm giác rằng khi mà các bạn để lâu ở trên da, các bạn nhận thấy một cái nét ngột ngạt. Nó như kiểu là lần đầu mà các bạn hút xì gà hay là các bạn ngửi những cái điếu xì gà mà các bạn đưa lên mũi ngay. Và lúc đầu là các bạn chưa có trải nghiệm một chút nào về mùi của xì gà cả, thì các bạn sẽ kiểu ngộ và đôi khi các bạn bị say. Thì đấy cũng là một cái điều rất là hay ho về Rosa Manhattan. Đấy là các bạn ngửi kỹ, các bạn có thể ngửi thoáng qua, trong các bạn để lâu, rồi các bạn để kiểu dry down, rồi các bạn ngửi lại và các bạn ngửi trong những cái ngày khác nhau, mùi nó cũng rất là khác biệt. Đấy là cái hay của Rosa Dope và dry down của mùi hương này trên da. Thì lúc này mùi nó bớt cái nét hăng nồng của thuốc lá đi. Và các bạn nhận thấy rằng là lúc này nó như kiểu là một cái điếu thuốc người ta đang hút dở và người ta ném xuống đất vậy. Và các bạn nhặt lên thì nó không còn kiểu quá là nồng nữa, và lúc này nó cũng không còn cay nữa, và lúc này điếu thuốc đã bị kiểu dập rồi. Nên là với cá nhân mình thì mình thấy rằng Rosa Manhattan đưa mình từ một cái trải nghiệm thuốc lá mềm mại nhưng mà không kém phần thú vị đi xuống, và rồi là một cái điếu thuốc dập đi. Tóm lại là kiểu tôi dùng từ gì nhỉ, tôi không biết dùng từ gì để miêu tả. Đẹp, nịnh. À, tôi nghĩ ra rồi. Rosa Manhattan có thể nói rằng nó như kiểu là một hôm mà các bạn đi trải nghiệm một cái quán nhà hàng 5 sao vậy. Các bạn vào, nhân viên mở cửa, kéo ghế, đưa menu, giới thiệu từng món một. Và rồi các bạn được trải nghiệm, các bạn được giới thiệu mọi thứ. Rosa Manhattan tổng thể của nó như kiểu là việc các bạn được chăm chút từng tí một. Mua mùi hương này, các bạn sẽ có kiểu như kiểu một con đang vuốt ve mũi bạn. Anh ơi, anh muốn ngửi cái gì? Anh ơi, anh muốn mùi hương này ra sao? Em làm thế được chưa? Anh thích như thế chứ? Đó là những cái gì mà Manhattan làm được. Đúng rồi, tại vì hôm trước tôi chia sẻ điều này trên live stream, mà tôi vẫn cân nhắc về cái việc là có nên cho câu từ này không. Nhưng mà thực sự nó vuốt ve mũi bạn một cách kinh khủng, và các bạn sẽ dễ dàng xuống tiền mua nó ngay lập tức. Đấy là cái điều rất đáng sợ từ những sản phẩm của nhà Rosa. Đó cũng là cái lý do mà tôi ít làm Rosa đấy. Tại vì tôi cũng không dám thử, vì tôi sợ là tôi nghiện mất. Elysium hay là Enigma đều là những cái con gọi là rẻ rồi mà tôi ngửi tôi vẫn còn mê. Thì Manhattan cũng là một con như vậy. Tóm lại là bạn cần một cái mùi mà nó hầu bạn, hầu kể cả những người xung quanh bạn tuyệt vời nhất, thì đây. Đây chính xác là cái điều đó. Về độ bám tỏa của Rosa Manhattan thì sao? Đây cũng là một cái điểm hay mà Rosa rất biết khai thác. Đó là cái mùi hương này, nếu như để chúng ta làm cho cái mùi có độ tỏa tốt, thì cái nét thuốc lá nồng mà mình bảo với các bạn là các bạn nếu như các bạn ngửi lâu ấy, thì các bạn sẽ bị say ấy. Rosa lại rất biết cách xử lý nó khi mà giảm cái độ tỏa xuống. Nó sẽ khiến cho chính cái người mặc cái mùi hương đấy cảm thấy dễ chịu, không gây khó chịu cho những người xung quanh.
Đó là một cái hay. Nhưng cái độ lưu nó lại rất ổn. Ở trên da mình thì tầm trên 8 tiếng nó là việc thừa sức, Rosa cũng có thể làm được. Và đặc biệt rằng cái khung cảnh mà Rosa Manhattan làm nên ở đây, đó là một cái quán rượu dành cho tầng lớp thượng lưu, không phải ai cũng biết. Thế nên cái độ tỏa như thế này nó rất là phù hợp với cái concept. Có nghĩa rằng là mình thấy rằng những cái người giàu ấy, người ta đi chơi ở đâu ấy, hay là tôi chỉ nói đơn giản thôi, nếu mà ngày xưa các bạn gặp những cái người mà thi Olympia, đường đến đỉnh Olympia này, hay những người học rất rất giỏi Amsterdam, các bạn ra các bạn để ý xem bây giờ người ta đang làm công việc gì. Gần như chúng ta chả biết là người ta làm công việc gì. Những cái công việc phổ biến mà chúng ta hay gặp thì chúng ta không bao giờ gặp những cái người giỏi như vậy. Thì mình nghĩ là kể cả những cái giới giàu có, họ cũng rất là biết tìm thú chơi, và lúc đấy họ chỉ kết nối với những người giàu với nhau thôi. Thì Rosa Manhattan nó chỉ dành cho những người giàu thôi, và những cái người kiểu biết cách tinh tế sử dụng trong mùi hương. Thì cái việc độ bám tỏa và độ lưu nó cũng là một cái rất là hay ho mà Rosa cũng khai thác được, xử lý được khéo léo. Nếu như mùi hương này mà làm tỏa tầm một cánh tay, tôi đảm bảo luôn, tôi chê. Nhưng mà cảm giác kiểu khi mà làm review mùi hương này, tôi nhìn, tôi cố gắng tìm một điểm chê, nhưng mà không chê được. Thực sự là không chê được ấy. Đó là điều sự thật. Và cái yếu tố tiếp theo mà mình muốn nói tới ở đây, đó là về phần phong cách. Nói thật là những người mà có tiền mua Rosa rồi ấy, người ta rất hiểu phong cách của người ta như thế nào. Và người ta cũng có thừa thời gian để đến trải nghiệm xem mùi hương đấy có xứng đáng với đồng tiền của người ta hay không. Đó. Mình nghĩ là như vậy. Nên là mùi hương này thì chỉ có một cái khuyến cáo, đó là nên dùng vào những ngày xuân, thu và đông là ok nhất. Vì nếu như mà trời lạnh thì cái nét nồng của thuốc lá nó làm các bạn ngộp, nó sẽ được giảm bớt đi. Nhưng mà với những ngày nóng thì cái điếu thuốc ở đây cảm giác nó đang bị quấn hơi nhiều, và nó làm bạn bị ngộp, nó như kiểu bạn chưa ăn sáng mà các bạn hút thuốc lào vậy, cảm giác như thế. Đó. Còn về cái phong cách thì mình nghĩ rằng là mình không dám chỉ dạy là ăn mặc ra sao và có một cái vai hay là một cái thần thái như nào. Nhưng mình nghĩ đây sẽ là một cái mùi phù hợp đi tiệc tùng, đi gặp đối tác, những cái buổi kiểu quan trọng thì các bạn có thể mặc được. Thậm chí rằng là nếu như các bạn có một cái style, có một cái lối sống nó kiểu luxury, nó kiểu gọi là thượng lưu, thì các bạn có thể mặc mùi hương này thường xuyên. Và đây cũng là một cái mùi hương mình đánh giá unisex, không cần độ tuổi như thế nào cả, và cũng không cần thiết là bạn phải giới tính ra sao. Và có một cái điều nữa mình thích, đó là hiếm khi con Rosa nào mà không cần độ tuổi. Con này nó thật là 20 tuổi, các bạn đủ những cái yếu tố trên mình kể, các bạn có thể mặc. 30 tuổi cũng được, nó không bị già. Và đặc biệt là nó không có hoàng lan ở đây, mình ngửi như vậy. Và ở đây thì cái nét vanilla của nó, thêm một cái điều nữa mình chia sẻ thêm, đó là cái nét ngọt của nó ấy, nó không bị ngọt quá mà có cái xu hướng hơi creamy. Tại vì mình quên mất cái nét dừa ở trong này, tụi mình có ngửi lại. Đó, đây là với cá nhân mình thì Manhattan làm quá tốt. Cái câu chuyện duy nhất là các bạn có đủ tiền để mua hay không thôi. Đó. Còn nếu như mà là một thằng như mình, trải nghiệm xem mà nó có xứng đáng với đồng tiền về phần mùi hay không, thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ chả bao giờ mua những sản phẩm của nhà Rosa cả. Nhưng nếu như chúng ta không lăn tăn về phần tiền, chúng ta thích những cái câu chuyện, những cái nguồn cảm hứng đi kèm như mình đã vừa kể ở trên, thì đương nhiên Rosa Manhattan là một trong những lựa chọn quá ok, quá định mũi và đa dụng. Và thêm một cái yếu tố nữa, đó là thiết kế quá đẹp. Nhìn bầy Rosa thôi mà sang cả cái thân hồn. Khả năng là tôi sẽ mượn lâu lâu tôi bày trên kệ để uy tín hơn. Và nếu như các bạn đã ngửi Rosa Manhattan rồi thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình về mùi hương này. Tôi cũng rất là muốn nói rằng là tôi cũng cảm thấy rằng là Manhattan chưa đủ đô lắm, tại vì Manhattan làm thuốc nó an toàn quá. Nhưng mà Manhattan không hướng tới những người như tôi. Buồn lắm. Và xin phép xin chào và hẹn gặp lại.